Chiều ngày 23 tháng 8, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang cho hay đã dập tắt đám cháy và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan điều tra nguyên nhân một tàu cá bị cháy rụi tại khu vực Vàm Bà Lịch, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, chiếc tàu cá mang số hiệu KG 95735TS do ông Bùi Văn Tám, ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ, chở theo 1.000 lít dầu, đang chuẩn bị ra khơi bất ngờ bốc cháy. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động 2 cano chuyên dụng cùng 16 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và bà con nhân dân tích cực ứng cứu. Đến giữa trưa, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3 tỷ đồng.